mùng 8 tháng 3 mà có quà thì đang có thịt khô ăn chứ. Không có quà là chỉ có rau tầm nước mắm thôi. Hôm nay thì làm sao mà cày ngày cày đêm được. Mới Tết xong rồi ấy, lại tiền lì xì xong rồi giờ mùng 8 tháng 3 rồi 20 tháng 10 đủ thứ. Khổ. Một ngày là quà không. Tiền đây này. 20 tháng 10 mùng 8 tháng 3 này, một đồng tiền đây này. Khổ thế là khổ. Cô vợ thì mình thấy cảnh. Còn mày vào đây. Ra nhận qua mùng 8 tháng 3. Lại mùng 8 tháng 3 này. Nhận qua mùng 8 tháng 3 con. Bữa nay là ngày mùng 8 tháng 3 này. Người ta thì người ta chào, người ta nói là làm gì thì tặng đấy. Người ta bán vàng, người ta tặng vàng mà. Rồi người ta bán điện thoại, người ta tặng điện thoại nè. Còn bố lâm mộc thì bố tặng theo cái kiểu của bố. Đó, tặng mẹ con hôm qua mùng 8 tháng 3 rồi. Ai mở qua? Mở qua rồi. Mẹ là gì mở? Có gì? Hả? Cái này là anh tặng em là món quà ý nghĩa. Đó, món quà ý nghĩa này. Thứ nhất là cái này này, nó là bảo vệ hạnh phúc gia đình này, đúng không? Là khi nào mà anh đi vắng mà em ngửa lưng là em lấy cái đem gái, nó khỏi mượn người hàng xóm, đúng không? Mượn người hàng xóm tháng không gài cái này, không gài tùm lum là mất hạnh phúc gia đình này. Đó, còn là tiết kiệm là quốc khách, giờ bây giờ thời buổi khó khăn, đúng không? Cái con cá này là em chỉ cần tí nước mắm với tí cái này em khô quẹt lên bỏ vô ăn xong là bắt đầu là ra rửa là chiều ăn tiếp, nó tiết kiệm. Mười đêm, mười đêm, đúng không? Được không? Chứ cái giờ bây giờ qua gì nữa? Hoa đi mà hai ba bữa quá ngay. Mày cười gì mà cười? Khi nào mày có vợ mày mày biết cảnh? Khi nào mày có vợ mày mày biết cảnh? Lớn. What?